Xin chào các bạn. Trong nội dung mà tôi và các bạn sẽ trao đổi chiều nay, chúng ta sẽ nói về vấn đề dòng chứng cứ thế thế hệ, vấn đề họ thao túng thân nhân của nhóm họ anh em dân chủ mà trong phiên xử vừa rồi chúng ta đã tuyên án khá nhiều người trong số 6 người tham gia vào họ anh em dân chủ. Vấn đề thứ hai mà tôi muốn trao đổi với các bạn là một số nội dung mà người có tên là Đoàn Thị Thùy Dương đã trao đổi với một Facebooker, một Zimmer tên là Duy Nguyễn trong mấy hôm trước, liên quan tới vấn đề về cái tiền đề lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, xem là Việt Nam Cộng Hòa có phải là một cái thực thể tốt đẹp mà người Cộng sản đã giải phóng họ và đem sự nghèo khó đến cho miền Nam hay không. Đó chính là hai nội dung mà tôi sẽ muốn nói chuyện với các bạn trong buổi chiều hôm nay. Thì thưa các bạn, ngày 5 tháng 4 năm 2018 thì phiên xử 6 thành viên của tổ chức âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân mang tên là Hội Anh Em Dân Chủ đã diễn ra ở Hà Nội. Trong ngày hôm đó thì một nhóm người chống cộng đã biểu tình trước tòa án nhưng cũng không thu hút được sự quan tâm của người dân và nhanh chóng bị lực lượng chức năng xử lý. Nếu chỉ nhìn vào tuyên bố của nhóm người biểu tình thì cư dân mạng dễ lầm tưởng rằng họ được cầm đầu bởi bà Cấn Thị Thêu, một người được cho là dân quan của Dương Nội, từng được giúp đỡ bởi ông Nguyễn Văn Đài. Nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn, các bạn sẽ thấy đây là một cuộc biểu tình do dòng chứng cứ thế Hà Nội đóng ở nhà thờ Thái Hà tổ chức. Trên trang Việt Tân của dòng của tổ chức khủng bố Việt Tân đấy, nó có ghi thế này. Tiêu đề của nó là Thánh lễ khởi đầu ngày xét xử của 6 anh chị em dân chủ. Trong đó nó ghi rõ, thông tin từ Thái Hà cho biết sáng ngày 5 tháng 4 năm 2018, cha quản xứ Thái Hà là Vinh Sơn Trần Trí Tuệ đã dâng thánh lễ cầu bình an và cho công lý cho các tù nhân lương tâm của Hội Anh Em Dân Chủ sẽ bị tòa án thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày. Thành phần tham dự thánh lễ ngoài bà con giáo dân trong giáo xứ còn có một số anh chị em ở khu vực miền Trung, dân quan Dương Nội và nhiều người từ các nơi khác. Tất cả đều hướng lòng cầu nguyện và ủng hộ đồng hành cùng gia đình và các anh em dân chủ. Trước đó vào chiều tối hôm qua, công an Hà Nội đã đến nhà thờ Thái Hà sau khi biết bà con các nơi tụ họp về đây để sáng nay cùng đến tham dự phiên tòa. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin trong ngày về những diễn biến tiếp theo. Đó là tất cả những gì trên trang Việt Tân trong cùng ngày đã ghi như thế và đưa hình ảnh trong thánh lễ trong nhà thờ. Như thế thì chúng ta thấy là sáng ngày 5 tháng 4 năm 2018 thì ông Trần Trí Tuệ, linh mục của quản xứ Thái Hà, đã tổ chức một thánh lễ gọi là thánh lễ cầu bình an và công lý cho 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ trái với thường lệ. Những người tham dự thánh lễ này ngoài giáo dân ra còn có những người được cho là anh chị em khu vực miền Trung, dân quan Dương Nội và nhiều người từ các nơi khác. Thánh lễ này thực ra là cái cớ để dòng chứng cứ thế tập hợp lực lượng từ nhiều nhóm chống cộng khác nhau trước khi tiến hành biểu tình. Và trên trang Việt Tân tiếp theo có đăng một dòng status, đó là những bắt bớ cứu hữu của các phiên tòa xử người yêu nước, là họ cập nhật thông tin về phiên tòa này như thế này. Tin cập nhật là sau thánh lễ, bà con giáo xứ Thái Hà, Dương Nội và các anh chị em các nơi cùng đi tham dự phiên tòa xét xử 6 anh chị em thuộc Hội Anh Em Dân Chủ. Nhưng công an Hà Nội đã cho xe chặn khắp các ngã đường. Được biết trước đó công an đã bắt giữ 10 người và trong lúc đoàn di chuyển về phía tòa án, công an đã chặn bắt thêm 10 người nữa, đưa đi đâu không rõ. Trong số những người bị bắt có Cấn Thị Thêu, người phụ nữ được nhiều người biết đến là với có sự cương quyết trong hoạt động giữ đất tại làng Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, cũng như lên tiếng đấu tranh cho công bằng xã hội vừa mãn án 20 tháng tù giam ngày 10 tháng 2 vừa qua. Cũng có anh Trịnh Bá Tư, anh Trương Dũng, chị Nguyễn Thúy Hạnh và chị Dương Thị Tân. Tin cho hay là chị là vợ của những người bị xét xử đã vào trong tòa. Riêng hai người con của anh Phạm Văn Trội phải ở ngoài cùng với người cô và 5 người khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa. Đó là trên trang Việt Tân, trang trang khủng bố, nó đã cập nhật thông tin về phiên tòa trong ngày 5 tháng 4 như thế. Dĩ nhiên là sau thánh lễ thì nhóm người này, sau thánh lễ ngày 5 tháng 4 buổi sáng đấy, nó bắt nhóm người này bắt đầu cùng đi dự phiên tòa xử 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ. Dù nói như vậy nhưng trên thực tế họ không nhắm đến việc đi dự phiên xử mà chỉ nhắm đến việc tổ chức biểu tình trên đường đi. Cụ thể là trong lúc di chuyển, nhóm người này đã cởi áo ngoài để lộ áo phông đồng phục có biểu ngữ và bắt đầu giơ biểu ngữ hô khẩu hiệu để thu hút sự chú ý của người dân.
Sau đó thì nhóm người này đã bị lực lượng chức năng tạm giữ, đưa về đồn công an để điều tra trước khi kịp đến phiên tòa. Phương án này của lực lượng chức năng có phần hợp lý bởi một mặt, nhiều nhân vật trong nhóm người biểu tình từng có tiền án tiền sự. Mặt khác, đảng khủng bố Việt Tân cũng huy động các nhóm chống cộng cờ vàng để tổ chức một cuộc biểu tình ở Sydney trong cùng ngày 5 tháng 4. Như thế này, ngày 6 tháng 5, nhà thờ Thái Hà tổ chức ngay buổi cầu nguyện cho 6 tù nhân lương tâm trái với thường lệ, cũng như tổ chức cho các bà vợ của các những người gọi là tù nhân lương tâm là bị cáo của phiên tòa trả lời phỏng vấn sau phiên tòa rất bài bản và tán phát rầm rộ. Như vậy thì rõ ràng dòng chúa cứu thế Thái Hà là hội đoàn chống cộng duy nhất tổ chức một cuộc biểu tình ở trong nước vào ngày xét xử 6 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Chúng ta cần lưu ý rằng đây không phải là cuộc biểu tình liên quan đầu tiên mà họ tổ chức trước phiên tòa 2 ngày. Ngày 3 tháng 4 năm 2018, họ cũng tổ chức một cuộc biểu tình rất nhờ một cuộc biểu tình nhỏ ở công viên gần nhà thờ Thái Hà với 6 giáo dân tham gia. Vai trò của dòng chúa cứu thế Thái Hà trong vụ này cũng không chỉ dừng lại ở đó. Từ khi nhóm thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ bị bắt tới nay, các đợt thăm nuôi của gia đình họ đều do nhà thờ Thái Hà tổ chức từ A tới Z. Cụ thể là khi vợ con những người mà gọi là những bị cáo ở xa đến Hà Nội để thăm gặp, họ đều được nhà thờ Thái Hà cung cấp chỗ ăn ở, phương tiện đi lại, người đưa đón và giúp làm truyền thông. Thậm chí là nhà thờ Thái Hà còn cho người kèm sát những thân nhân này. Cụ thể thì mỗi lần vợ con của Nguyễn Bắc Chuyển và Trương Minh Đức ra Hà Nội thăm tù, họ đều được một giáo dân chống cộng cực đoan của nhà thờ Thái Hà là bà Phương Lưu, nick Facebook là Phương Lưu, kèm chặt liên tục như hình với bóng. Chẳng hạn như trong bà Phương Lưu đã kèm chặt chân các thân nhân của các bị cáo trong lần thăm tù giữa tháng 1 năm 2018. Khi họ ra thăm tù thì bà Phương Lưu này cũng là những người đón tiếp và là theo sát họ kèm cặp. Bà này cũng kèm chặt họ khi họ ra thăm tù và gặp các cái tổ chức gọi là nhân quyền quốc tế vào ngày 9 tháng 3. Cũng bà này lại tiếp tục đeo bám họ vào cái lần thăm tù ngày 24 tháng 3. Thậm chí bà Phương Lưu còn ngồi cùng ăn cơm với họ trước cổng tòa án trong giờ nghỉ trưa của phiên tòa xử ngày 5 tháng 4, dù bà này chẳng không hề liên quan đến vụ việc. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin cho các bạn cũng như hình ảnh để các bạn có thể xem rõ hơn. Vì do video live này tôi không sử dụng được các cái chức năng của OBS do máy tính có vấn đề. Thì rõ ràng Phương Lưu đã được các cái linh mục của dòng chúa cứu thế Thái Hà đào tạo những kỹ năng tương tự giống như nghiệp vụ của an ninh. Nhóm người nhà của Hội Anh Em Dân Chủ đi đâu, gặp ai, trao đổi gì đều do Phương Lưu kiểm soát và báo cáo cho các linh mục dòng chúa cứu thế chỉ đạo. Phương Lưu đã được nhà thờ phân công đi kèm chặt các thân nhân bị cáo để hỗ trợ, nhưng thực chất là dẫn dụ họ hành động theo chỉ đạo. Và việc này đã thực hiện từ rất lâu, rất là nhiều trong suốt thời gian qua. Như vậy thì dòng chúa cứu thế Thái Hà thật sự có ý định kiểm soát thân nhân của 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ. Và không dừng lại kiểm soát, họ còn tập hợp các cái phu nhân của tất cả các cái nhà dân chủ này để tạo thành một cái nhóm vận động làm việc ăn ý với nhau, cả trong việc thăm nuôi, việc đấu tranh pháp lý lẫn việc tạo ra dư luận. Cụ thể là dù đa số các thân nhân của Hội Anh Em Dân Chủ ban đầu không biết nhau, không có hiểu biết về pháp luật và không có kinh nghiệm hoạt động chính trị xã hội, họ đã nhanh chóng tạo thành một nhóm phụ nữ luôn đi thăm tù cùng nhau và cùng nhau xuất hiện trước ống kính truyền thông của dòng chúa cứu thế và các tổ chức phản động khác. Vì những phụ nữ này luôn tập hợp ở nhà thờ Thái Hà trước khi cùng đi thăm nuôi và luôn bị kèm bởi bà một giáo dân chống cộng cực đoan có tên là Phương Lưu. Không khó để nhận ra nhóm người này là do dòng chúa cứu thế Thái Hà tổ chức từ A tới Z. Vì sao nhà thờ Thái Hà lại lấn sâu vào một vụ án, một phiên tòa từ khâu thăm nuôi truyền thông cho đến tổ chức biểu tình cầu nguyện cho 6 thành viên này? Mời các bạn chúng ta tiếp tục ở cái phần tiếp theo vào buổi sau. Và thưa các bạn, đó là tất cả những gì mà chúng ta biết được về phiên tòa liên quan tới dòng chúa cứu thế trong cái phiên tòa xử 6 bị can trong vụ án tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và đó là những gì chúng ta thấy được một nhà thờ, một dòng tu đã thể hiện một cách bất xứng với cái tôn chỉ mục đích tôn giáo của mình. Chưa hết, chúng ta thấy được rằng
Những người tu hành là những người đi tìm lời Chúa, thông qua lời Chúa để tự giáo dục bản thân, và cũng thông qua lời Chúa để hướng dẫn anh chị em của mình, hướng dẫn con chiên của mình đến với điều ngay lẽ phải, dạy cho họ lời Chúa để họ biết tôn kính và thờ phượng Chúa và biết yêu thương mọi người. Tuy nhiên thì dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà trong suốt thời gian qua là nơi tổ chức cho các cuộc biểu tình phản động, chống phá nhà nước, chống phá chính quyền. Chưa hết, đây không phải là chức năng của một tôn giáo. Thứ hai, nó trái với tất cả những cam kết giữa Vatican và nhà nước Việt Nam. Vì vậy cho nên là tôi hy vọng cộng đồng xã hội chúng ta cùng nhau góp lên tiếng nói, lên án các hành vi bất xứng của các linh mục của dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, cũng như các linh mục ở các nhà thờ có những cái biểu hiện sai trái, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, cũng như là gây xáo trộn, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ đoàn kết, cũng như là phá hoại cái sự tôn nghiêm của luật pháp. Đó là mấy ý tôi muốn nói với các bạn trong hôm nay về vấn đề liên quan đến vụ sự Nguyễn Văn Đài và đồng bọn.